Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thử nghiệm làm slime với hồ khô nha. Thì thử nghiệm này rất là nhiều người đã thử rồi. Và có người thành công, có người không thành công. Thì bây giờ mình sẽ làm thử coi nó thành công không nha. Ok, thì đầu tiên mình có cái chén này. Cái chén này mình mới chôm chĩa được. Đây là chai hồ mình cũng mới chôm chĩa được. Nói chung là bây giờ mình chôm chĩa rất nhiều. Đây là chai dung dịch rửa miệng. Và cuối cùng thì mình có một cái ly nước. Đây là cái ly nước. Thì mình nghe nói là dùng cái nước nóng thì nó sẽ dễ tan hồ hơn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho hồ khô ra. Cái cam hơi mờ tại vì mình quay buổi tối á. Trời, cái hồ nó te tua luôn. Cái hồ này là mình chôm của em mình ơi, mình không có dám lấy nhiều. Chôm chĩa, hàng chôm chĩa. Tiếp theo mình sẽ cho nước vào nha. Đây, bây giờ mình sẽ dầm ra. Mình quậy hoài mà nó không tan các bạn ơi. Thấy các bạn, mình đã cố gắng hết sức rồi. Thì nó vẫn còn một xíu. Ok, thì mình quậy khá xong rồi nhưng mà nó vẫn còn như thế này nha. Đây thì mình nghĩ mình có nên cho lotion vào không? Tại vì mình sợ nó không có dẻo hay đã. Đây thì mình có chôm dịch rửa miệng thì mình không có đem borax theo á, mình phải mua chôm dịch rửa miệng để thử nghiệm. Uhuhu. Đây bây giờ mình sẽ nhỏ vô. Trời cái gì vậy? Trời. Trời fail rồi các bạn ơi. Mình nhìn là mình biết rồi. Fail rồi. Trời đất ơi, uổng công nãy giờ phấy. Rồi các bạn ơi, video thử nghiệm của mình chắc chắn là nó sẽ thất bại. Các bạn ơi, thành quả siêu fail, không thể nào chỉnh sửa được luôn. Oh no. Ok, video của mình đã kết thúc nữa các bạn thấy hay. Thì đừng quên cho mình một like, share and subscribe cho kênh của mình nha. Thì nếu mà bạn nào có bí quyết mà làm slime với hồ khô mà thành công á, thì nhớ comment bên dưới cho mình thử nghiệm lại một lần nữa nha. Chứ lần này là nó fail hoàn toàn luôn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn.